Bất động sản Thanh Nhã Len xin kính chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu thuộc phường 12 của thành phố Đà Lạt. Và như một cái video trước mà Nhã có gửi tới cho quý anh chị khách hàng về các cái sản phẩm nhà có mặt tại khu quy hoạch này thì với mức giá chỉ tư là 3,9 tỷ đồng thì chúng ta đã sở hữu được một căn nhà tại khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu thuộc phường 12 của thành phố Đà Lạt và ngày hôm nay thì nhã sẽ tiếp tục đi sâu vào trong khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu này để giới thiệu cho một quý anh chị khách hàng một sản phẩm đó là một lô đất nền với mức giá nhã đánh giá so sánh trong khu vực này thì mức giá đây sẽ là mức giá mà rẻ nhất trong khu vực này cũng như là mức giá cạnh tranh nhất trong tất cả các cái lô đất nền có mặt tại thành phố Đà Lạt khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu này là một khu quy hoạch khá là mới của thành phố Đà Lạt và vị trí thì cũng khá là xa, cách trung tâm chợ đêm thành phố Đà Lạt là 5 km và nó nằm ngay trong lòng của làng hoa Thái Phiên. Cho nên là chúng ta có thể thấy là mật độ dân cư cũng như là tỷ lệ lấp đầy của khu quy hoạch này cũng khá là ít. Tuy nhiên thì một năm trở lại đây thì dân cư đổ về đây cũng khá là nhiều, cùng với đó là các cái căn nhà mới xây lên cũng khá là dày. Cho nên là chúng ta cùng hy vọng là trong một tương lai gần thì khu quy hoạch à, Nguyễn Hữu Cầu này sẽ đón được một lượng dân cư à, đổ về đây, lắp đầy tỷ lệ à, đất trống ở khu quy hoạch này cũng như là cơ sở hạ tầng sẽ là hoàn thiện và đồng bộ hơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào lô đất ngày hôm nay mà nhà giới thiệu để cùng đánh giá xem là lô đất này à, có những ưu điểm và khuyết điểm gì. Lô đất này thì sẽ có vị trí à, cách khu du lịch Hồ Thang Thở à, rơi vào tầm chỉ là 300m thôi và theo quy hoạch dự kiến thì sẽ có một con đường thông từ khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu này qua khu dân cư uh, khu hồ Xuân Hương thì nếu như uh, con đường này được hoàn thành thì uh, lô đất này sẽ là một lô đất khá là đắc địa và sẽ kết nối trực tiếp với khu du lịch hồ Thăng Thở cũng như là uh, cách trung tâm thành phố Đà Lạt sẽ gần hơn lô đất của chúng ta thì sẽ nằm ở vị trí là gần cuối của khu quy hoạch uh, tới đoạn đầu này sẽ là đoạn đường cục rồi cũng như là cái vị trí cuối cùng của khu quy hoạch này à, lô đất sẽ có tổng diện tích là 325 mét vuông với bề ngang là 13 m à, dài 26 m và hậu phía sau là 12,3 m tức là lô đất này là lô đất top hậu à, có thêm một điều khá là đáng tiếc nữa đó chính là lô đất này là lô đất bị đầm đường à, đây con đường nhựa sẽ đâm thẳng trực tiếp vào lô đất của chúng ta luôn và hầu như là đâm gần toàn bộ lô đất. À, đó cũng có thể là một phần lý do tại vì sao mà lô đất này có đang có mức định giá là rẻ nhất trong khu vực này, cũng như là cạnh tranh nhất trong thị trường đất nền tại Đà Lạt. Hiện tại thì lô đất đang được gia chủ cắm cọc bê tông cũng như là xây tường rào để có thể là định vị được lô đất, đảm bảo cho lô đất của chúng ta sẽ không bị lấn chiếm. À, phía sau hậu sau của lô đất thì sẽ giáp với một bờ suối giá với bộ bờ suối và bên kia suối sẽ là khuôn viên nhà lòng với diện tích lên tới là 325m2 đường nhựa 5m quy hoạch 8m có vỉa hè hai bên thì lô đất này những quý anh chị khách hàng mà xây biệt thự sân vườn thì cũng rất là thoải mái rộng rãi và đây mặt sau của lô đất thì cũng được cắm cọc và sẽ được người ta rào lại để phân chia ranh giới rất là rõ ràng chúng ta hoàn toàn yên tâm và đó chính là toàn bộ khuôn viên của lô đất ngày hôm nay mà nhã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng còn bây giờ thì nhã sẽ giới thiệu đoạn đường từ khu quy hoạch nguyễn hữu cầu đây để ra tới ngã ba ngã ba cổng làng hoa thái phiên và từ vị trí này thì chúng ta chỉ cần là di chuyển trên một con đường duy nhất đó là đường chính đường nguyễn hữu cầu thì sẽ ra tới ngay ngã ba làng hoa thái phiên rất là dễ dàng và thuận tiện cho chúng ta có thể là di chuyển à, từ ngay ngã ba làng hoa thái phiên thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn một là chúng ta có thể là rẽ trái, di chuyển tầm 5 km nữa thì sẽ đến được với trung tâm chợ đêm thành phố Đà Lạt, hoặc là chúng ta sẽ là rẽ phải và di chuyển xuống đèo Khánh Vĩnh để đi đường thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Và ngay bây giờ thì nhã xin thông tin lại về toàn bộ lô đất ngày hôm nay. Về vị trí thì lô đất nằm tại khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu thuộc phường 12 của thành phố Đà Lạt với tổng diện tích đất là 325 m2, ngang 13 m và dài 26 m. À, quy hoạch là đường nhựa 5 m có vỉa hè hai bên. Với đất của chúng ta là đất quy hoạch biệt lập với mật độ xây dựng là 60%. Hướng chính của lô đất là hướng đông bắc. Vị trí của lô đất thì cách trung tâm chợ đêm Đà Lạt rơi vào tầm là 5 km và mức giá từ gia chủ đưa ra là 8 tỷ đồng, tương đương với là 25 triệu đồng trên 1 m2. Và trên đây chính là toàn bộ thông tin về lô đất ngày hôm nay mà Bất động Sản Thanh Nhã Lên đã gửi tới cho quý anh chị khách hàng cũng như là các nhà đầu tư. Một lần nữa, Nhã rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh Bất động Sản Thanh Nhã Lên. Quý anh chị hãy nhấn nút like và đăng ký kênh Bất động Sản Thanh Nhã Lên để cùng Nhã đến với những sản phẩm chất lượng tiếp theo tại thị trường Bất động Sản thành phố Đà Lạt cũng như là cập nhật về tình hình con người, cuộc sống tại thành phố Đà Lạt cùng Nhã nhé mọi ý kiến thắc mắc về thị trường bất động sản thành phố Đà Lạt cũng như là các cái sản phẩm có mặt tại thành phố Đà Lạt thì quý anh chị có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà để trên màn hình hoặc là comment và phía dưới video này thì nhà sẽ liên hệ trực tiếp cũng như là tư vấn uh, kỹ lưỡng cũng như là nhiệt tình hơn. À, một lần nữa nhà xin cảm ơn quý anh chị khách hàng. À, xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.